1580 mẫu váy em mặc đây hiện tại đang có đủ size cho các chị mình luôn ha, nhưng mà số lượng còn khá là ít nha. Hôm nay mà ai thấy được livestream của em thì tranh thủ chốt đơn liền mấy chị yêu ơi, hàng đẹp, giá rẻ. Nguyên một em váy đi tiệc, hàng vải xịn sò cho mình, chất đẹp nè, mà có 299k thôi. Em chào chị Thúy An ạ. À. Dạ tại shop không có giá này ha, cũng cái váy em mặc luôn. Nhiều khi mình thấy là coi livestream giá rẻ quá trời. 200 mấy mà qua trực tiếp shop thì đồng em mang vẫn sẽ hơn 400. Chỉ sale duy nhất trên bài like này thôi, còn ngoài like là không có giảm giá. Em chúc cho chị Xuân Quỳnh ạ. À. Dạ rồi, lên đơn cho em là 1580 cũng như là kèm số điện thoại vào nha. Đây, form váy nè, xòe dài cho em qua gối. Em cao 1m60 ha, mặc mẫu váy này là độ dài ngang tầm bắp chân. Như này là vừa mang nè, chị nào mang cũng đẹp hết. Sau lưng khóa ẩn nha, hai bên tay sẽ có nhúng phồng. Em lại gần mấy chị xem thử nè, cái tay nó nhúng phồng, bắp tay to mặc được nha. Đây, nó còn phồng khá là to nè, mà cái hoa này các chị ở ngoài mình nhìn rõ hơn là cái hoa nó xốp nổi phía trên mặt vải, đẹp lắm, form đẹp, chất đẹp, em này là không có gì để chê luôn. Lên form lại còn gọn dáng nữa. Dạ 299.000 chị chốt ở trên like và thời gian của em sale là 4 phút nha. Vô tình chị nào xem trúng bài like này rồi thì tranh thủ chốt đơn liền giúp em. 1580 kèm số điện thoại. Có màu nào nữa em? Dạ hiện tại thì cái váy này em còn một màu nữa, nhưng mà tuy nhiên thì cái màu kia nó lẽ size hơn mẫu này rồi. Màu đen em mặc á là nó còn full size cho mình nè. Em còn một màu nữa ha, có chút xíu nữa đi, có gì em lên sau được không? Tại vì hai màu bây giờ là hai cái mã số khác nhau. Em lên một lần là em sợ mấy chị đặt lộn lắm, đặt lộn mã đó, thích màu này mà chút lộn mã kia. Đây là đợi em một xíu ha. Rồi ai thích đen, sang trọng, đơn giản, mặc sang, không bao giờ lỗi thời. Đó, em này mua về là em nói mặc từ năm này qua năm sau vẫn đẹp luôn. Lên đơn 1580 kèm số cho em ạ. Cái form nó xòe bồng như này nè, đẹp ha, mấy chiếc hoa form xòe bồng cho em ạ. Còn người có bụng này kia là không có sợ là kén gì cái dáng đầm này hết trơn á. Dạ em cao 1m60 á chị Huyền Anh. Đầm này vừa mang, cỡ này là ok nè, nó không bị quá dài hay là quá ngắn. Chất đẹp lắm chị ơi, nó xốp phồng nhưng mà nó xốp mềm, chứ không phải là vải mà bị cứng hay là bị thô đâu nha. Mặc lên form vẫn rất là mềm êm cho em nè. Đó, cổ vuông tim ha, chiếc eo form xè dài che bụng tốt. Dạ được chị ơi, chào người có bụng càng nên chọn. Em có bụng xài nha, 65 cân quay đầu, 40 cho tới là 65 cân hoặc eo 80-86 đi. Đối với đầm này của em nha, eo 86 nhằm là size 2XL đó, là mình có thể lên đơn. Chốt 1580 cho chị Thu Trang. Có size L không em? Có chị ơi, size L eo tầm 75-76 quay đầu cho em mặc được nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này nhanh tay lên đơn sớm giúp shop ạ. 1580 và kèm ngay số cho em ha cả nhà ơi. Nhanh tay, có hàng chậm tay là hết. Màu đen đẹp lắm. Ai thích một tông màu lạ hơn một xíu nữa đi, đợi em một chút nha. Em sẽ lên cho mình xem thêm một cái tông màu nữa là tông màu nâu. Tuy nhiên thì cái tông màu nâu em chỉ còn có 1-2 size thôi, cũng vài đơn thôi chứ không nhiều ạ. Chị nào thích nâu mình đợi em một chút ha. Ôi nâu em còn có 2 size là M với 2X thôi, thì không biết là chị có vừa hay không. Em mặc thì full size hơn nè, cái màu đen này full size hơn. 1580 của em thì size nào cũng có. Livestream này chị nào chốt đơn sẽ được giá là 299 nha. Kết thúc live về giá cũ rồi đó. Nhanh tay bên em sẽ tư vấn và chừa hàng vừa size cho các chị mình luôn. Đi tiệc mặc đẹp, đi làm hay đi chơi gì mặc cái mẫu này cũng sang hết. Đó, em mới mặc trơn thôi là thấy đẹp rồi. Còn nếu các chị thích nổi hơn, mình kết hợp thêm phụ kiện vào như là cài áo thắt lưng gì đó ha, là đầm mình nó sẽ càng nổi bật hơn nữa. Chúc cho chị là ốc nè, chúc cho chị ốc mà váy em mặc nữa hơn. Rồi lên đơn cho em mã số này là 1580 và kèm số điện thoại nha. Riêng livestream này em sale là 299, còn nếu mà cái chị mà đặt trễ đi cũng cái đầm này luôn mà qua trực tiếp shop hay là trên một like khác, giá nó sẽ là cao hơn nha. Ngày hôm nay sale 299k, chị đào nhanh tay có hàng. 1580 kèm số giúp em ạ. 1597 đen mặc đây, hiện tại là còn 2 size cuối nha. Vừa rồi em có mặc là tông màu đen đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo cái màu thứ hai, màu này cũng đẹp quá trời luôn. Hiện tại màu nâu em còn nha. Em đọc luôn cái số lượng nè, 6 cái size M và 13 đơn cuối size 2X nữa thôi. Tổng cộng em còn 2 size cuối nha các chị yêu ơi, và các chị thấy rồi đó, bao nhiêu. Đó, chưa tới 20 đơn, chỉ còn 19 đơn cuối thôi. Chị nào ưng thì hôm nay sale luôn 199k đồng gấm xốp. Không thể nào tin được, cái giá nó quá là rẻ luôn á. Tay sẽ là tay nhúng nè. Đó, nó y chang cái màu đen này em mặc ở đây học. Nó khác là cái màu với lại cái hoa một chút xíu ha. 1597 nha. Ai lấy màu nâu chút giúp em 1597. Em chào chị
Thanh Quyên nè, 2XL hả chị? 2X em còn 13 đơn. Và cái váy này size 2X nó sẽ rơi vào tầm là 65 cân nè. 65 cân hoặc tối đa cho em là eo cũng cỡ là eo 85 86 nha. Eo 85 86 độ về cho em mình chốt đơn ha. Rồi một màu nha, mỗi mã là một màu thôi. Ai lấy màu em mặc đây chốt 1597 kèm cho em cái số điện thoại. Size M nha, em mặc là size M này chị ơi. Size M eo tầm 70 72 đó. Size M eo tầm 70 72 còn size 2X là eo tầm 85 86 cho em nha. Có 199.000 cái đồng như này thì còn suy nghĩ làm gì nữa ạ? À? Bình thường em vẫn bán đầm em mặc đây là những like trước các chị xem á là phải hơn 300. Like trước là hơn 300 nha. Đây còn có vài đơn cuối còn chưa tới 20 đơn thì em sẵn sàng là tri ân cho các chị luôn giá 199.000 đồng. Đổi lấy bao nhiêu có 3 lần chia sẻ thôi. Ai lấy màu nâu em mặc chốt 1597 nha. Chị nào nhanh tay có hàng, đặt chậm thì em sợ nó hết thôi. Ví dụ như còn có 19 cái à mà mình là đặt thứ 20 mấy là đặt làm gì còn hàng nữa. Đó, đây là chị nào nhanh tay thì có đơn giúp em ha. Cổ vuông tim form đầm xòe dài. Em màu nâu này thì không có túi nha. Bộ 597 em may xòe trơn thôi. Đó, chiếc eo cao, dáng đầm xòe cũng sẽ là qua gối chứ không bị ngắn. Em cao 1m60 form đầm dài phủ gối ạ. Chốt 1597 cho chị Thu Hà. Rồi một cái 2X cho chị Ngọc Thanh. Ok. M em còn 6 đơn nha. Size M còn 6 đơn và size 2X em còn 13 đơn nữa. Đó, cộng lại cho em coi, có 19 cái rồi. Còn 19 cái cuối cùng thôi mà còn đắn đo suy nghĩ là hết hàng. Dạ không về thêm chị yêu ơi. Thường thì mỗi một hoa văn mã số các chị thấy nha. Mỗi đợt hàng là kiểu dáng khác nhau. Như đồng em mặc đây là của về là của đợt này rồi đúng không? Thì đợt sau lại về kiểu khác rồi, không về trùng nha. Nên là các chị yêu mình có thấy cái nào đẹp đúng ý của mình thì tranh thủ mình đặt luôn giúp shop ạ. Chứ để qua đợt sau còn đâu nữa. Qua đợt sau lại về kiểu khác rồi. Em này hết là coi như bỏ mẫu luôn. 199K em chào chị Cherry. 2XL eo khoảng 86 chứ ơi mình đo thử nha. Đo giúp em eo là trên rúng nè. Đo eo trên đúng hoặc là đây nè, mình đo ngang cái kiểu tay qua cho em nè. Đó là nhà em sẽ may eo ở đây ha. Eo cao, eo cao form xè dây bụng tốt ạ. 199k trước chị Hồng Loan. Rồi nhanh tay bên em sẽ tư vấn nha cả nhà ơi, không phải là cứ đặt là em giao đại đâu. Các bạn sẽ tư vấn cho mình cái size phù hợp nè. Đó, chọn được size vừa rồi thì em mới xin địa chỉ và em giao hàng. Chắc chắn luôn là nhận hàng là phải giống nha. Livestream sao là khách nhận phải giống như vậy cho em. 1597 kèm số ha cả nhà ơi. Tại shop em vẫn bán không 400 đó. Em chào chị Hoàng Dung ạ. Giá sale là chỉ có trên live này thôi. Còn nếu mà khách nào qua trực tiếp shop thì đầm em mặc đây vẫn sẽ có giá là hơn 400.000 đồng. Thấy em sale rẻ 199k mà còn không nhanh tay là tiếc. Bây giờ có qua trực tiếp cửa hàng em thì đầm này cũng đã hơn 400 rồi. Trong khi ha, ngồi ở nhà coi livestream không cần đi đâu hết, thao tác trên điện thoại thôi. Váy mẫu đang mang nè, hàng gấm xịn đẹp luôn, chất gấm xốp nha, form xòe bồng rất là chuẩn mẫu. 199.000 đồng. Ok chị Nhi Phạm có đơn 52 cân hả? 52 cân mình đo eo giúp shop nha. Tại vì cũng có thể là chị sẽ mặc cái size M giống em nè. Size M eo nó rơi vào tầm 70-72 á. Mình đo thử cho em coi vừa không. Nếu mà vừa thì em chốt đơn ha. Tại vì còn ít lắm, có 6 cái size M và 13 cái size 2X nữa thôi. Sale luôn 199.000. Chị nào ưng chốt mã là 1597 ạ. Sơ mi von em mặc đây giá chỉ 159.000 đồng thôi. Và lưu ý là chị chốt lại trên like nha. Vô tình chị nào xem trúng bài like của em rồi thì nhanh tay đặt hàng luôn ạ. Shop sẽ tư vấn này cũng như là giao hàng đến tận nơi cho mình ha. Rồi hỗ trợ cho các chị là xem hàng trước thanh toán, mình không cần lo về chất lượng luôn. Rồi giờ em này là cái form đẹp, cái chất nó cũng đẹp. Có cái là nó để size thôi. Hôm nay em còn 2 size cuối nha. Rồi sơ mi em này là 1464 nè. 1464 em còn cho mình 2 size là size M và size L ha. 2 size cuối cùng ML tương đương sẽ là 40 cho tới 55-57 cân. Rồi tùy eo nha, cái này là số ký không là cũng chưa chắc ăn đâu. Em cần mình đo thêm là chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng. Đúng là chị Thu Thủy, em mặc là chất vo nắp mềm lắm nè. Trời ơi, form đó còn nó là form xòe. 1m60 em mặc là ngang qua bắp chân không ngắn nha. Có cổ, có tay và có luôn dây cột eo. Em này là tiện lắm mấy chị ơi, không có sợ nó rộng. Cái khác còn sợ rộng chứ này là có dây cột eo nè. Em cột phía sau đây. Còn nếu cái chị thích thì mình đổi sang cột phía trước cũng được ha. Là tự động mình eo bên bao nhiêu mình cứ cột lại cho em thôi. Là tự khắc nó vừa y với người mình luôn. Không cần phải chỉnh sửa thêm ạ. À. Chị Phương Nữ thấy XL hết rồi chứ ơi, còn ML. 1464 hôm nay sale 159.000 đồng
và duy nhất chỉ còn size M và L thôi. Size M là eo dưới 72 và size L eo 76 nha. Đó còn đúng hai size. Chị nào vừa chốt đơn liền ha, không vừa thì mua tặng, còn vừa thì mua mặc cho em rất là rẻ. Có 159.000 mà sở hữu được cả một cái đầm đầm nha, đầm sơ mi hai lớp. Đầm sơ mi hai lớp form dài luôn. Bây giờ áo ở ngoài thị trường bán cũng đã vài trăm rồi, riêng áo sơ mi thôi chứ không nói tới cái đầm dài nha em. Thật sự giá đây là quá rẻ, có túi nữa nè. Hai lớp form xè may kèm hai túi. Chị Ngân Hoàng, 2XL có may lại không em? Dạ không rồi, đầm này em còn ML thôi chứ không may thêm. Nè, trên tay em đang cầm là thêm một cái size M nữa nè. Y chang em mặc luôn, mình có thể thấy ha. Họa tiết maxit hai tông màu đen trắng kết hợp, không có bị xến, không có bị lỗi thời luôn. Em chào chị Xí Mười. Được nha, 52 cân có thể có size vừa cho mình đó. Đo thông tin giúp em đi. Cân nặng chiều cao số đo 3 vòng cho em ha. Rồi 1464 ha, nhanh tay. Em sale có 159.000 ở trên cái line này thôi. Kết thúc line là về giá cũ rồi. Cũng cái đầm này luôn, bây giờ qua trực tiếp shop hơn 400. Chị nào qua shop em vẫn bán hơn 400. Chỉ có trên line này là em sale 159.000 đồng thôi đó. Ok chị VV ạ, 2XL may chị thêm cái đi em. Hết vải rồi chứ ơi. Nên là em mới nói với chị là rút kinh nghiệm thấy không. Cái nào đẹp có size rẻ là phải chốt đơn liền. Như giờ cái đầu này đi, khách đặt may thêm có đâu mà em may hết vải rồi. Có bao nhiêu vải là em may hết 4 size, em bán 2 size hết trơn luôn. Đầm này về là vẫn về 4 size nha, chứ không phải là chỉ có may M với L đâu. Hiện tại là tại vì em bán hết đó, chứ còn lúc mới là cũng đầy đủ size cho mình luôn. Riêng hôm nay em chỉ còn 2 size ML. 2 size ML thôi, và còn bao nhiêu là sale hết bấy nhiêu, em bỏ mẫu luôn chứ không may lại kiểu này. Sắp tới em sẽ về kiểu khác ha. 1464 và kèm cho em cái số điện thoại nha, chất rất là mềm mát. Nè. Mấy cái vải này thì ít bị nhăn lắm, nếu chỉ mặc là lỡ tốn thì chơi ngủ đồ luôn á. Chị túi nhung lấy 1464 nhà rồi, có túi nha, hai lớp xè dài may kèm túi ạ. Chỉ 159.000 đồng là cái chiêu đã có ngay một em đầm sơ mi, đi làm, đi chơi, đi tiệc đều được luôn, tính ra là quá rẻ đúng không? Em chúc cho chị Huỳnh Thảo ạ, 52 cân có size vừa cho em, tầm 55-57 cân đổ về mình đặt đơn ha. 55-57 cân quay đầu, tùy vào là chiều cao cũng như số đo 3 vòng em chọn cho mình cái size phù hợp nha. Chốt 1464 cho chị Minh Luyến nè rồi. Chị Tâm Anh, chị 60 cân được không shop? Vậy em sợ là hơi chợt rồi, tại vì thường 60 là chị sẽ mặc size XL hoặc 2X của nhà em. Mà cái váy này thì chị còn M với L thôi, cỡ 55-57 thôi nha. Chị nào nhanh tay có hàng em xem 159 ạ. 1588 là đồng hoa theo em đang bận nha. Trời ơi, siêu phẩm cho mấy chị đi tiệc luôn. Trung niên là đẹp cho em. Chị nào mà đang tiền váy mà mua làm quà tặng đó, đó phân khúc trung niên thì tham khảo cái váy này đi, siêu đẹp nha. Hôm nay sale cho các chị yêu là 299.000 đồng. Hiện tại vẫn còn đủ size. Cái chất này nè, nó có co giãn nhẹ nữa, nên là tầm 65-67 kênh quay đầu hoặc eo 86-87 mặc vẫn đẹp cho em. Em chào chị Ngọc Mỹ ạ. Đời farm xè chị ơi nè, em đứng xa xa mình coi nha. 1m60 em mặc độ dài là qua bắp chân, đang giữa này mấy 60 nè, qua bắp chân luôn, chất thun dập sóng mà vải rất là mát mẻ luôn. Đây cho mình cho cái chị xem kỹ cái chất vải của nó ha. Thấy cái đường sọc không mấy chứ ơi, cái gân vải nè, mà nó có độ ấm nữa nha, có sẵn luôn, cái vải nó ống sẵn như vậy cho em. Hoa là hoa thêu độ bền cao, và mã váy là 1588 á chị Thùy. Mình mua trên line lúc nào giá nó cũng rẻ hơn hết, thay vì hôm nay nè qua trực tiếp shop em cái váy đang mang nha vẫn sẽ hơn là bao nhiêu, 550.000 đồng cho em váy hoa thêu này. Thì ở nhà coi livestream em giảm giá cho mình luôn, có 299 à. Trừ thử cho em coi là tiết kiệm bao nhiêu tiền rồi, quá là rẻ đúng không? Em chào chị Hảo Hảo ạ. Size L có chị ơi, 4 size cho mình lựa chọn ha. 1588 em bật đây sẽ có M, L, XL và 2X, từ 40 cho tới là 65-67 cân vừa đẹp luôn. Tay ngắn là khóa ẩn phía sau lưng, cái chất này nó dày dặn sẵn rồi nên là không có cần lót ở trong ha. Để em mặc đây mình coi là không hề xin thấu đúng không? Em đang mặc cũng là một lớp đây, nhưng mà các chị coi đi, không hề mỏng manh lộ hàng xíu nào. Hoa thêu sẽ là màu đỏ rồi nổi bật cho em. Chỗ cái màu váy này màu đen nhưng mà có thêm cái dạng hoa thêu nè, mặc đi tiệc cho em không có sợ là bị chìm nha. Màu đen nhưng vẫn sang lắm. Em chào chị Loan. 2XL có chị ơi, 2X em này eo khoảng 86-87. Eo khoảng 86-87 quay đầu cho em là mặc thoải mái luôn. Một màu nha, một màu duy nhất. Giờ chị nào thích hoa thêu
ai thích hoa thêu mà ví dụ như là cái hoa này của em mà màu khác chẳng hạn, thích màu xanh màu tím là em không có rồi. Về nguyên cái lô hàng mới này của em chỉ có đúng một mẫu hoa thêu là em mặc đây, là nền váy màu đen nè, hoa sẽ là hoa màu đỏ như này, đỏ vàng kết hợp như này ha, đẹp lắm. Trung niên mặc là bao hợp, em đẹp hợp với chị trung niên nha, trung niên mặc là đẹp hơn đó. Chị Thanh Tâm chốt 1588 cho chị size L, ok chị yêu luôn. 299 ngàn đồng duy nhất chỉ áp dụng cho khách mua trên bài like này thôi. Kết thúc like em về giá cũ rồi. Tranh thủ nha mấy chú ơi, hàng đẹp mà giá rẻ như vậy thì chắc chắn hết rất là nhanh. Em này tầm vài ngày sau hỏi lại em là chưa chắc đã còn size vừa được của mình đâu ạ. À, 1588 em chúc cho chị là Hải Đăng nè. Bao nhiêu tiền vậy shop? Dạ, trên like của em là 299 nè. Cũng váy này luôn tại shop đang bán 550 thì ở nhà mình coi livestream không cần đi đâu hết. Thay vì bây giờ qua shop mua giá cao hơn, trong khi em đang xem với chị nè, có 299 nè. Ngồi ở nhà coi được cái livestream này mua được trên live là quá hồi đúng không? Chị nào mà vô tình xem trúng live ngày hôm nay là chúc mừng với chị luôn, giá siêu ưu đãi. Chỉ 299 ngàn đồng có ngay một em váy đẹp rồi. Lên đơn cho em mã này là 1588 nha. 1588 em chúc cho chị Thảo Trang. Bao nhiêu tiền được miễn ship em dạ? Hôm nay từ 600. Ngày hôm nay các chị gộp đơn cho em từ 600 là mình sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn ha. Rất là nhiều ưu đãi cho mình nữa đó. Còn một đơn thì cũng không sao, nếu mà mua chỉ có một đồng em mặc thôi, bên em vẫn sẽ giao hàng cho mình ha. Ship thành phố đồng giá 20.000 đồng tất cả các quận trong thành phố Hồ Chí Minh, và ship tỉnh hoặc thành phố khác sẽ là 30 ha. Chốt 1588 thì chị Khánh Vy ạ. À, dạ váy là màu đen chị nha, váy sẽ là màu đen và hoa thêu sẽ là kết hợp nè, đỏ vàng. Hoa thêu hoa màu đỏ nè, lá màu vàng, rất là sang. Em này yên tâm cho em mặc đầm, đi tiệc không làm tâm điểm thì thôi luôn. Theo chỉ nha, theo chỉ rất là bền, chị ơi không có sợ rớt đâu. Khi nào đính keo mới sợ ha. Còn cái này là em theo trực tiếp bằng chỉ luôn. 1588 giá chỉ 299k thôi ạ. Đầm anh Bi em mặc đây giảm giá 199.000 trên like nha, quá rẻ đúng không? Trời ơi, nguyên một cái đầm von xòe 3 tầng cho em. Nè mình coi nè, vừa dài, vừa xòe rộng, giúp von tâm mềm mát mà có 199 nè. Lưu ý là em chỉ có thể sale ở trên like thôi, còn ngoài like là không có giảm giá nha. Hai size cuối cùng cho em hôm nay là M và L. Chị nào dưới khoảng là 55-57 cân, hoặc dễ hơn cái chị đo eo cho chính xác nha. Eo 76 quay đầu cho em mặc đẹp nè. Đây size một vòng với chế coi, von xòe xinh lắm. Ở trên mỗi tầng là nó có nhúng ly nữa nha. Rồi eo nhà em là làm eo cao nè, nên là khi mình mặc vô ha, xòe che bụng tốt. Quan trọng là eo nha, chứ còn bụng thì cũng không lo đâu. Mấy chị coi nó sẽ rất là rộng, 3 tầng xòe rộng cho em ha. Cái lúc em mới về mà còn 4 size là váy đẹp bầu bí thoải mái, bao cho em được. Hôm nay là còn đúng 2 size cuối cùng thôi. 55-57 kênh quay đầu ạ. Chúc đơn 1578 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Em chào chị Nguyễn Hồng nè. Chất von nha chị yêu ơi, em này chất liệu là von á, von tâm. Vân này Vân Tâm, họa tiết bi dễ thương không? Bi lạ ha, thì rất là cách điệu cho mình nè. 1578 và kèm số cho em ha, form dài. Đồng này thì em có may cho mình là hai lớp nha. Bên trong đứt lót không có bị mỏng nè, không có túi nha. Riêng em này thì sao không có túi. Đồng đợt này cũng như em thì thường là có túi, nhưng mà cũng có mẫu không, tại thường mà xếp ly là không có may túi nè. Đó, để giúp em ha. Rồi mẫu nào có hay không thì em cũng sẽ đều có giới thiệu cho mình kỹ hơn. 199.000 và coi cái dáng đầm em may bao nhiêu tiền vải rồi. Xe dài mà rộng như vậy là tiền vải hết bao nhiêu rồi, chưa tính tiền công. Đó rồi, bao nhiêu chi phí khác cộng lại mà hôm nay em tri ân cho các chị yêu, giá váy trên like có 199k, tại shop vẫn hơn 400.000 ha. Chị nào qua trực tiếp shop em, váy đang mang là giá là 450 đó. Ai qua trực tiếp cửa hàng em nè, đầm bi em mặc đây có giá là 450.000 đồng. Vậy là hôm nay sale luôn 199.000 duy nhất ở trên bài like này thôi. Tranh thủ các chị yêu ơi, mình đặt sớm cho em ha. Ngoài like là không có giảm giá nè. Em chúc cho chị Nguyễn Duyên nha. Rồi ai lấy mẫu này mình đặt sớm giúp em. Bình luận cho em là mã và kèm cho em cái số điện thoại ha. Nhớ đặt ngay trên like luôn, tại vì mình đặt trễ á. Thứ nhất là em sợ là không có size vừa nè. Nay là còn có 2 size à. Thêm mấy bữa nữa là nhiều khi hết luôn rồi. Đó, cái thứ hai là không có được sale. 450 tại shop, ở trên like các chị coi có 199 nè. Rẻ hơn biết bao nhiêu rồi đúng không? Khách nào mà biết livestream của em là cứ canh livestream đặt hàng, chứ không cần phải qua trực tiếp shop làm gì. Cũng cái váy này luôn, ở trên like các chị mua hàng vẫn đẹp như vậy, em bao chốt luôn. Nhận hàng kiểm tra nha, mua trên like vẫn đẹp như qua trực tiếp shop, chứ không có gì thay đổi hết. Chị Thu Thủy lấy 1578 nè. Rồi đầm von nha, cái cổ này là cổ vuông tim nha mấy chế ơi nè, cái cổ vuông tim
Nó không hở đâu, độ sâu này cũng vừa mang rồi. Chị Tuyền 2XL còn không sót, dạ hết rồi chị Tuyền ơi. 1578 đầm bi em mặc nè, von bi ha. Chị còn hai size cuối là ML thôi. 1578 em còn hai size ML, 40 cho tới là bao nhiêu? 5557. Size M là em tầm 72. Đối với đầm này của em, các chị nhớ đo thông tin chính xác nha. Tại vì cái đứt von á, nó không có co giãn nhiều. Đó, nên mình nhớ đo chính xác giúp em để em chọn cái size mặc vô cho nó đẹp luôn. Size M eo dưới 70-72 nè, size L eo tầm là 75-76. Ok, chị Minh Châu có đơn ha. Không có màu khác nha chị Bích Hòa. 1578 em chỉ có đúng một màu là nền đen và bi trắng như vậy thôi. Nền đen bi trắng và có nhúng ly ha, ba tầng đều có nhúng ly nhẹ nhẹ rất là xinh. Form thì là form dài, ai thích mặt dài mình để nguyên giống em đây, em mét sáu mặt dài tầm này gần như là cái maxi luôn. Còn nếu mà chị thích ngắn hơn cho trẻ trung thì về nhà lên like giúp em và cũng không mất form đồng. Chị Trung Trung lấy mã số là 1578. Dạ không chị ơi, không sale tại shop nha, tại shop giá vẫn sẽ hơn 400. Còn riêng bài like này chị nào đặt đơn em sale cho mình luôn ha, chỉ 100 bao nhiêu, 199.000 đồng, rẻ hơn rất là nhiều. Cũng một váy nhưng mà hai thời điểm khác nhau thì cái giá nó khác rồi. Vô tình xem like thấy em xem 199 thì soạn mã liền nha. 1578 kèm số cho em ạ. Sương Mi Hoa mã số 1586 và em này chất liệu là von nha. Hoa văn màu sắc là rất là nhẹ nhàng dễ thương nè. Nếu mà chị nào mà gu nổi bật thì em sẽ có kiểu khác. Còn em này sẽ thích hợp cho những chị là gu nhẹ nhàng ha. Màu sắc dễ thương. Đây, không hề lè lè kén da một chút xíu nào luôn. Hoa sẽ là màu hồng cam nè, và váy em có đủ size cho mình lựa chọn. Chị nào trong khoảng tầm 40 tới 65 đều có thể mặc được em này, đi làm đi chơi gì cũng xinh hết. Lịch sự sang trọng kín đáo. Rồi, em cho mình xem gần cận cảnh nè. Hoa của nó đây màu hồng hồng cam cam, hoa là hoa nhỏ nè. Đó, cái thấy hoa nhỏ mặt nhìn vừa trẻ trung mà lại kiểu như là gọn dáng cho mình hơn. Cổ sơ mi đây chứ ơi, cổ sơ mi thường á, đầm mà có cổ như là sơ mi và cổ vét á là mặc đi đâu cũng hợp, đi tiệc cũng được, đi làm cũng được luôn. Em này form khá là dài, 2m60 mặc ba gối. Rồi chốt đơn cho em 1586 và kèm số nha. Dạ em mặc là size M này chị, cái này size M eo tầm 70 đó, là mặc giống em đó. Size M eo tầm 70 quay đầu nha. Rồi cái này 2X nè, 2X thì eo tầm 85-86 nè. Đây, nó to hơn thôi chứ còn cùng là cái cây vải của em và cái kiểu may này luôn. Mới chị thấy là đầm cổ sơ mi, tay ngắn nè, form xòe, có túi, y chang em mặc đúng không? Cái chị khác là nó to hơn thôi. Rồi, hàng chuẩn mẫu nha. Giày này còn yên, còn chưa lo, còn giày và còn chưa yên tâm là thôi rồi luôn á. Đó, ai muốn xem hàng em hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán luôn đây. Có 299.000 mà em nói mua được cái đầm sơ mi. Rẻ hơn là đi chợ mua vải may rồi, tiền vải, tiền công bao nhiêu. Em thấy thậm chí nó còn rẻ hơn là một cái áo sơ mi ở ngoài kia nữa mà. Đó, mặc là nguyên cái đầm như vậy ha. 1586 và kèm cho em cái số điện thoại, quá xinh. Form dài nha, nền đen họa tiết hoa, không lo kén da đâu ạ. 40-65 trên vừa, giá đang sale là 299. Gu này thì mới chỉ yên tâm là mặc mùa nào trong năm cũng được hết. Cái màu này nè là không có kén da nè. Đó, nó nhẹ nhàng nên là mình mặc đi làm nó cũng thích hợp. Chứ nếu mà màu mà tươi quá đi làm mình cũng hơi nổi bật đúng không? Em này màu nó hồng hồng cam cam thôi. Da trắng da ngâm gì mang cũng được cho em hết trơn á. Dạ em chào chị dạ, Quang Trần ạ. 2XL có chị ơi, 2X em còn là 36 đơn. Cái váy này là trên dưới một size có 30 mấy cái thôi đó, không nhiều nha. Hiện tại em còn là 34 cái size M, 35 size L, 36 size XL và 36 cái size 2X luôn. Đó, trên dưới có mấy chục đơn thôi. Chị nào nhanh tay thì mới có hàng được. Cũng váy này luôn, tại shop hơn 400. Hôm nay ở nhà coi livestream 299, rẻ hơn bao nhiêu tiền mình trừ thử cho em coi. Mà mua online là mình còn được giảm tư vấn sai trước khi giao, đặt kiểm hàng trước thanh toán, chưa cầm tiền là cho kiểm hàng rồi, mình không cần lo về chất lượng ha. Chúc 1586 và kèm số cho em nha. Ưng nghĩ là phải đặt đơn liền để dễ thêm tầm mấy ngày sau tình hình cái số này, cái số lượng mỗi sai mấy chục đơn như vậy em thấy là hết rất là nhanh. Có thể tầm 2-3 bữa nữa thôi mình hỏi lại là không có sai vừa rồi, mà hết là hết luôn chứ không về thêm. Một cái sai lời cho chị Nhung Trần ạ. Eo chị là 78, bận size nào vừa vậy shop? Dạ size XL. Eo 78-80 đổ về là XL cho em. Còn eo từ 81 đến 85-86 thì đầm này cái chị chọn là size 2XL nha. Có số đo đầy đủ rồi, đặt là em tư vấn luôn ha. Hàng có sẵn đặt giao liền nha. Thường là 2 đến 4 ngày là nhận đơn cho em nè. 1586 chúc cho chị Thảo Sandy, chị ở
Chị ở Đà Lạt có ship không shop? Có chị ơi, ship mọi miền Tổ quốc. Tỉnh nào, thành phố nào em cũng ship hết. Đây là mình chỉ việc là ngồi ở nhà coi live stream đặt đơn ha. Hôm nay đặt đúng không? Là ngày mai bên em đã đóng gói vận chuyển bàn giao luôn rồi. Thường thì hôm nay đặt xong là tầm 2 đến 4 ngày. Đây em trừ hao á nha. Trừ hao dính ngày thứ bảy chủ nhật thôi chứ thường là 2 ngày hoặc 3 ngày là mấy chị nhận hàng rất là nhanh. Chị Thanh Thanh chốt 1586 à. Không có màu khác chị Tú ơi. Sơ mi hoa em còn nhưng mà họa tiết khác được không? Còn hoa em mặc đây chỉ có đúng một màu thôi nha. Chốt đơn 1586 và kèm số cho em ha cả nhà.